chào và cảm ơn quý vị đã đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin chiều nay. Bản tin của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, website hungyentv.vn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sớm hoàn thiện các tiêu chí để huyện Văn Giang cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao và đạt tiêu chí đô thị loại 4 trong năm 2023 là kết luận của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc sáng nay với huyện Văn Giang về đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang sớm ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Ủy ban Nhân dân huyện căn cứ nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện có mốc thời gian cụ thể. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc có nhật ký thực hiện công việc chi tiết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng với sự quan tâm của tỉnh, sự giúp đỡ của các sở ngành, năm 2023, Văn Giang sẽ cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, là mô hình để các địa phương học tập tạo tiền đề để cả tỉnh Hưng Yên sẽ trở thành tỉnh nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Hiện nay trên địa bàn huyện Kim Động đang triển khai nhiều dự án trọng điểm của tỉnh về lĩnh vực giao thông, các khu cụm công nghiệp. Công tác giải phóng mặt bằng đang được huyện tập trung cao độ, trong đó chú trọng giải quyết những tồn tại khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án. Đối với dự án khu công nghiệp số 5 và dự án đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 với DT376, vướng mắc về xác định đơn giá bồi thường hỗ trợ cây cối hoa màu với các diện tích trồng cây đặc bất thường có tán và cành cây bị cắt tỉa nhiều hoặc có ít tán cây. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện đã thực hiện thuê đơn vị thẩm định giá độc lập. Ngày 20 tháng 2, huyện Kim Động đã phê duyệt phương án bồi thường tiến hành công khai đến các hộ dân và xây dựng kế hoạch sớm chi trả nếu các hộ dân đồng thuận. Đối với dự án xây dựng tuyến đường bên nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình, huyện Kim Động đang tích cực phối hợp với Ban quản lý dự án công trình giao thông, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh để điều chỉnh trích lục phần diện tích cần giải phóng mặt bằng của hai xã Nhân La và Vũ Xá. Thôn Phạm Xá, xã Minh Tiến là một trong những thôn đầu tiên của huyện Phù Cừ về đích khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Để đạt được thành quả trên, nhiều hộ dân trong thôn đã hiến gần 12.000 m2 đất để làm đường. Đường liên xã Minh Tiến thuộc thôn Phạm Xá, dài trên 3,5 km, rộng 8 m, mặt nối từ đoạn DH80 tới đoạn DH85 đã được cải tạo và mở rộng từ đầu tháng 8 năm 2022. Gần 150 hộ dân tại thôn Phạm Xá đã hiến đất khoảng 12.000 m2, trong đó đất thổ cư là 4.500 m2, đất nông nghiệp là gần 7.500 m2. Có được kết quả trên là sự đồng thuận của người dân thôn Phạm Xá và chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Huyện Ân Thi đã thực hiện sáp nhập, hợp nhất 12 trường học thành 6 trường liên cấp. Các trường sau khi sáp nhập đã đi vào hoạt động ổn định, phù hợp với thực tế địa phương. Trong đó có 6 đơn vị trường học đã được sáp nhập, hợp nhất thành 3 trường học mới từ năm học 2019-2020 là các trường mầm non thị trấn Ân Thi, trường trung học cơ sở Phạm Huy Thông và trường tiểu học và trung học cơ sở Tiền Phong. Đến năm 2022, huyện tiếp tục thực hiện sáp nhập thêm 6 trường học bậc tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Hạ Lễ, Hồng Quang và Văn Nhuệ thành trường liên cấp với tên gọi chung là trường tiểu học và trung học cơ sở. Các địa phương tiến hành sáp nhập dựa trên các điều kiện về quy mô trường lớp, số học sinh dân cư, quá trình thực hiện được tiến hành đảm bảo chủ trương đề ra. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế trong khám và điều trị bệnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế với 41 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Ngoài ký hợp đồng với 9 cơ sở y tế tuyến tỉnh, 12 cơ sở chữa bệnh tuyến huyện, thị xã và tương đương, 15 cơ sở y tế ngoài công lập, Bảo hiểm xã hội còn ký hợp đồng với 5 trạm y tế tại công ty doanh nghiệp. Đa số các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đều ký hợp đồng thanh toán theo định suất với trên 95% số thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Công tác khám chữa bệnh và thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện theo quy định, bảo đảm đúng quyền lợi của đối tượng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay người dân Việt Nam và Trung Quốc đã bắt đầu xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, Đông Hưng, Trung Quốc. Đã có 21 người dân làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc và gần 30 người từ Trung Quốc nhập cảnh về Việt Nam bằng hộ chiếu và sổ thông hành qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Từ ngày 21 tháng 2 sẽ khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái Việt Nam, Đông Hưng, Trung Quốc. Những người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 1 phải có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ còn hiệu lực
điền thông tin chính xác vào thẻ xác nhận sức khỏe xuất nhập cảnh. Người nhập cảnh vào Trung Quốc phải có giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR trong vòng 48 tiếng. Ngành du lịch tỉnh Bình Định đã và đang nỗ lực thu hút du khách bằng việc tổ chức nhiều sự kiện du lịch cộng đồng, nâng chất lượng phục vụ tại các cơ sở lưu trú. Lượng khách đến Bình Định ngày càng tăng, tuy nhiên hiện các dịch vụ kinh tế đêm ở tỉnh này còn ít, chưa níu chân được du khách, hoạt động và các dịch vụ ban đêm của Bình Định cũng chưa được nhiều. Ngành du lịch đề xuất để hình thành thêm nhiều sản phẩm du lịch ban đêm, đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm ban đêm của khách du lịch. Mở rộng thêm các tour tuyến và hình thành các điểm để cho khách dừng chân, chọn lựa các vị trí phù hợp để tổ chức các phố đi bộ hiệu quả hơn, vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, vừa phát triển được dịch vụ nhưng cũng hạn chế tối đa việc tác động xấu đến cuộc sống của người dân. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch lái xe, Cục Đường bộ Việt Nam đã đưa ra loạt giải pháp chống gian lận và phát hiện xử lý các vi phạm trong công tác này. Theo đó, Cục Đường bộ yêu cầu các sở giao thông vận tải tăng cường kiểm tra công tác tuyển sinh và quy trình học của học viên tại các cơ sở đào tạo để kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm. Chú trọng kiểm tra việc đăng ký học qua trung gian, thu học phí không đúng theo quy định và các điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, trình độ văn hóa, thâm niên lái xe và số km lái xe an toàn đối với người học. Đối với việc học lái xe trên đường, Cục Đường bộ cũng yêu cầu kiểm tra nội dung, chương trình đào tạo, nội dung học viên có được học đủ hay không, kiểm tra việc lắp đặt và sử dụng thiết bị giám sát thời gian học, môn pháp luật giao thông đường bộ, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường. Rạng sáng nay, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 3 người chết, 17 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, ô tô khách Phương Trang mang biển kiểm soát 51B-19956 do ông Nguyễn Anh Tiên, trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển, chở theo 30 hành khách từ thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đi tỉnh Thừa Thiên Huế trên quốc lộ 1A. Khi đến thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, thì bất ngờ va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 81C-15690, chở gạch đang đỗ sát mép đường bên phải, cùng chiều phía trước để bốc giữa gạch và hàng. Cú tông mạnh nên đầu xe khách dính chặt vào đuôi xe tải bị biến dạng. Hai người trên xe khách chết tại chỗ, một người chết sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, với 7 người bị thương. Chính quyền Taliban tuyên bố sẽ xúc tiến các kế hoạch biến những nơi từng là căn cứ quân sự nước ngoài thành các đặc khu kinh tế cho doanh nghiệp. Trong tuyên bố ngày 19 tháng 2, chính quyền Taliban cho hay Bộ Công nghiệp và Thương mại Afghanistan sẽ dần dần kiểm soát các căn cứ quân sự còn lại của lực lượng nước ngoài với ý định chuyển đổi chúng thành các đặc khu kinh tế. Kế hoạch thí điểm sẽ bắt đầu chuyển đổi mục đích sử dụng các căn cứ ở thủ đô Kabul và ở phía Bắc. Nền kinh tế của Afghanistan đã gặp khó khăn và các cơ quan viện trợ hiện cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng kể từ khi Taliban tiếp quản đất nước vào năm 2021. Kể từ sau khi Taliban lên nắm quyền, viện trợ phát triển đã bị cắt giảm và tài sản của Ngân hàng Trung ương bị đóng băng. Nước này cũng phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt trong lĩnh vực ngân hàng. Ấn Độ vừa chào đón 12 con báo gepard từ Nam Phi. Đây là một phần trong nỗ lực đầy tham vọng nhằm đưa loài báo hoang dã trở lại đất nước này. Vào tháng 1, Ấn Độ cho biết họ có kế hoạch nhập khẩu 12 con báo mỗi năm trong vòng từ 8 đến 10 năm tới, như một phần của thỏa thuận được ký kết với hai quốc gia châu Phi là Nam Phi và Namibia. Trước đó vào tháng 9 năm ngoái, 8 con báo gepard đầu tiên từ Namibia đã được thả vào công viên quốc gia Kuno rộng lớn. Báo gepard từng phổ biến rộng rãi tại Ấn Độ nhưng đã tuyệt chủng vào năm 1952 do bị săn bắt và mất môi trường sống. Chúng là loài săn mồi đầu tiên và duy nhất tuyệt chủng kể từ khi Ấn Độ giành được độc lập vào năm 1947. Ấn Độ hy vọng việc nhập khẩu báo gepard châu Phi sẽ hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn đồng cỏ bị đe dọa và phần lớn bị bỏ quên của đất nước. Một người đàn ông đến từ Đức vừa trở thành người thứ ba trên thế giới được chữa khỏi HIV sau khi được các bác sĩ cấy ghép tế bào gốc tạo máu để điều trị bệnh bạch cầu. Theo đó, người đàn ông 53 tuổi, được gọi là bệnh nhân Dusseldorf, đến từ Đức, đã dương tính với HIV vào năm 2008. Năm 2011, ông mắc bệnh bạch cầu và dùng hóa trị, nhưng bệnh tái phát một năm sau đó.
Vào năm 2013, tế bào gốc tạo máu trong tủy xương vốn đã bị tiêu diệt do hóa trị đã được thay thế bằng tế bào từ người hiến tặng. Điều đáng chú ý là các bác sĩ phát hiện trong tế bào gốc tạo máu từ người hiến tặng có chứa một đột biến làm vô hiệu hóa thụ thể CCR5, thứ giúp virus HIV lây nhiễm các tế bào miễn dịch. Việc kế ghép đã giúp hệ thống miễn dịch của bệnh nhân có thể kháng HIV. Năm 2017, các bác sĩ đã dừng cho bệnh nhân dùng thuốc ức chế miễn dịch và dừng hoàn toàn điều trị bằng thuốc kháng virus vào năm 2018. Đến nay, bệnh HIV không tái phát và bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe tốt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.